Do thời tiết thay đổi thất thường nên số lượng trẻ em mắc các bệnh lý gia tăng và chiếm phần lớn các trường hợp đến điều trị ở các cơ sở y tế. Các bậc phụ huynh cần làm gì để phòng bệnh và chăm sóc cho trẻ vào thời điểm giao mùa? Thưa quý vị, khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ những ngày này gần như chật kín giường. Số lượng bệnh nhi gần đây phải nhập viện gia tăng gấp đôi so với tháng trước. Thời tiết giao mùa, sự thay đổi thất thường của lúc nắng lúc mưa được cho là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này. Khoảng một tháng nay, mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận từ 1.700 đến 1.800 trẻ em đến khám, trong đó có gần 800 trẻ phải nhập viện điều trị. Số trẻ được chẩn đoán mắc bệnh về đường hô hấp và các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tiêu hóa và tay chân miệng chiếm phần lớn. So với cùng kỳ năm ngoái thì về số bệnh nội trú thì sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, hay là tiêu hóa thì chiếm tăng là 68%, hô hấp 4,1%. Còn riêng phần ngoại trú thì chiếm tỷ lệ cao nhất vẫn là bệnh sốt xuất huyết, chiếm 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và bệnh về tiêu hóa thì chiếm 61,8%, bệnh tay chân miệng chiếm 28,6% và hô hấp là 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu, chưa kịp thích nghi với sự thay đổi thất thường của thời tiết, cộng thêm sự xâm nhập và tấn công của các vi khuẩn, virus gây bệnh, khiến trẻ dễ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm. Chủ động nhận diện biểu hiện bệnh sớm và tăng cường các biện pháp phòng tránh là điều cần thiết lúc này. Tạo thói quen vệ sinh tốt cho trẻ, đặc biệt là những cái trường hợp như rửa tay sạch sẽ đúng cách để loại bỏ những cái tác nhân vi khuẩn nguy hại trên bàn tay của trẻ. Cái thứ hai là về ăn uống thì đảm bảo vệ sinh từ khâu chế biến đến cái bảo quản thức ăn để tránh gây những cái bệnh đường tiêu hóa. Ngoài ra thì cho trẻ uống đầy đủ nước, đặc biệt là các vitamin và khoáng chất. Theo dự báo, trong khoảng một tháng tới, một số bệnh như sốt xuất huyết, tiêu hóa, tay chân miệng và các bệnh về hô hấp sẽ tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Để phòng bệnh cho trẻ, cha mẹ cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh mà ngành y tế khuyến cáo, tránh tình trạng tự ý đi mua thuốc về cho con uống hoặc dùng theo đơn thuốc điều trị trước đó. Đến khi con có dấu hiệu nặng hơn mới đưa đến bệnh viện, điều này khiến cho việc chữa trị cho trẻ khó khăn và kéo dài hơn.